hành trình thay đổi vóc dáng, cải thiện bệnh lý của bác Lâm Thanh Hoàng, 67 tuổi, bị ảnh hưởng chất độc da cam. Nặng gần 90kg và bụng hơn 100cm, gặp phải 5 loại bệnh lý nguy hiểm liên quan đến mỡ, gây biến chứng, viêm loét chân tay, đi lại khó khăn, bị tai biến một lần, có nguy cơ nằm liệt vĩnh viễn. Tất cả những cái bệnh lý của ông nó liên quan đến cái cân nặng của ông. Mấy mỡ của ông nó quá thừa. Ngày trước em có đưa ông đi kiểm tra lượng mỡ của ông, mỡ tạng của ông lên 21 cộng. Của em, ví dụ như các cháu nó chỉ 3, 4, 1, mình mà tạng 21 cộng. Anh đi về này anh điếm, tên con như thế. Đêm đến ông không có ngủ được, ông cứ dậy tầm 3 giờ ông đi lòng vòng quanh hết rồi. Ở nhà thì ông ngồi ấy, là ông phải có ghế tựa ông ngả dần, chứ còn ông ngồi như này là ông rất khó thở. Trưa đến thì ông nằm thì ông nằm ông gối đầu cao ông cũng không thở được, thế nên ông không ngủ được nhiều vì nằm xuống là nó khó thở. Ông nhà tôi thì trước đây thì ông khỏe vô địch, nhưng mà đến bây giờ là từ cái năm bị tai biến qua thì bây giờ nó biến nhiều bệnh lắm. Đầu tiên thì nó không có bệnh như thế đâu, nhưng mà bây giờ là từ cái ngày tai biến qua bây giờ là nó thành sinh lý ra nhiều bệnh. Đâu thì lại cao áp huyết, đâu thì lại gan nhiễm mỡ, đâu lại máu nhiễm mỡ, đâu lại là gối đau, gáy đau. Nhưng được cái với ông này á, cứ đi tiêm về cái lại giảm luôn, lại không đau. Nhưng mà được một tuần, hai tuần lại đau, cứ như thế là quanh năm đi tiêm. Xin chào tất cả các bạn, thì Việt đang có mặt tại nhà của bác Hoàng tại nút hạ Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Thì trước khi mà tìm đến Viện Thẩm mỹ Cora thì bác Hoàng đã có một số căn bệnh lý như sau: về huyết áp nè, về tiểu đường, về xương khớp, cảm giác rất là khó thở, cũng như là có cả về viêm loét phần da của mình nữa. Thì bây giờ hãy theo chân Việt đến nhà bác Hoàng để xem về cái cải thiện cả về sức khỏe lẫn cân nặng của bác Hoàng thế nào các bạn nhé. Chào bác. Ừ. Dạ. 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 Chào anh. Chào bác sĩ. Dạ. Bye đồng. Chào bà. Dạ. Chuẩn bị mưa phải không? Dạ. Dưới mưa hôm nay thì mưa to. Dạ. Nay đỏ. Dạ. Bão còn bão lên. Vâng. Nó đi vào. Đẹp nhỉ. Hẹn nhau. Tôi ngày xưa thì coi như vậy là uống thuốc coi như toàn như vậy là khớp này, tiểu đường này, máu nhiễm mỡ này, cao huyết áp. Tôi đi viện như vậy thường xuyên như cơm bữa, cứ một hai tuần lại đi, là cứ thế đi làm điều trị nửa tháng coi như gần tháng bắt đầu mới về trong được một thời gian này, còn tiêm ngoài rất nhiều, tiêm ngoài cứ phải đi tiêm một bác sĩ ngoài, đến lúc nó đau không chịu được hoặc là coi như là khó chịu. Và ngủ đêm lắm lúc coi như vậy là mình cảm thấy như mình giấc ngủ coi như vậy là đi như chết đi. Thế coi tỉnh dậy đi coi như một hai vòng coi như là nó lúc tỉnh lại thì mình quay lại coi như là tôi trước đây coi như là thường tiểu đường biến chứng mà nó rét nứt ra như mình đã bỏ chỗ coi như cao huyết áp chúng tôi cao lắm 200/100 hoặc là 180/100 nhưng bây giờ chỉ số như vậy khoảng 150/90 là như thế là rất tốt lắm rồi. Ngày xưa nó cao như thế cũng được 2/3 rồi. Bây giờ tiểu đường thế ngày xưa cứ 14 phẩy hoặc là 12 phẩy, nhưng bây giờ xuống được hơn 5 phẩy thế là tôi cảm thấy thoải mái. Ngày xưa phải đi thường mỡ nhiều, đi lại và cái chân nó tét nó không muốn đi. Bây giờ là chân nó khỏi rồi là ông ấy cứ
lắm lần là hai ông cháu đi thể dục cho cả cháu đi. Trong lắm lần thì nếu mà buổi sớm thì là ông đi mình, đến buổi chiều là ông cho cháu đi cùng. Ngày xưa là kiểu là chân do là nó bị nở, nó loét ấy, đau. Nhưng người nó nặng, không muốn đi, đau chẳng muốn đi. Đôi khi đau còn chống nạn ấy, ở đây khi mà ông khỏe ra chân ông khỏi rồi và cái nạn này ông rút đi cho tới xưa ấy. Thì em thấy ông bố em ấy là thay đổi hàng ngày luôn ấy, chứ không phải là một hàng tháng thì gì đâu. Như em đi hôm nào cứ đi cái là em lại hỏi một tuần là hai lần, mà em đi lần nào em cũng hỏi, thì thấy bố em rất là khỏe luôn, và nói chung là về mọi thứ luôn, chứ không phải là về đến khi là ông còn bảo từ trước giờ chưa bao giờ bế được cháu cả, nhưng mà bây giờ về nhà đã bế được con nhà anh thứ ba rồi đấy.